Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ giải đáp một thắc mắc đối với rất là nhiều người, không chỉ là người nuôi chim bồ câu và mà là cả thắc mắc đối với những người mà thích ăn chim bồ câu. Có nghĩa là con chim bồ câu ra ràng nó có tự ăn cám không? Thì mình có thể trả lời luôn là con chim bồ câu ra ràng nó không tự ăn cám anh em nhé. Vậy thì nó không tự ăn cám thì nó ăn cái gì để nó lớn? Tại vì con chim bồ câu khi mà mình nuôi công nghiệp thì mình chỉ nhốt ở trong lồng thôi anh em nhé, mình đâu có thả ra ngoài đâu. Chim bồ câu ta thì mình thả nó bay đi tùm lum nơi thì nó bắt sâu bọ, nó bắt nó tìm thức ăn vương vãi ở trên những cánh đồng về cho chim bồ câu con ăn. Còn đối với chim bồ câu mình nuôi công nghiệp thì nó đâu có ra ngoài đâu anh em. Thì chim bồ câu con nó ăn bằng cái gì để nó sống? Thì để giải đáp cái thắc mắc này thì anh em phải nghĩ là thứ nhất là con chim bồ câu bố mẹ thì mình nuôi nó bằng bằng cám anh em ạ. Cám này trộn với bắp này. Ngoài ra thì anh em nào có điều kiện hơn tí thì cho ăn gạo lứt này, rồi hạt lúa mì này, lúa mạch đấy, lúa mì thì hầu như là bây giờ thì cho ăn loại nào thì nó cũng tốt cả. Còn ở trại mình thì cứ cho ăn xen kẽ đấy anh em. Thì mình quay trở lại vấn đề thì con chim bồ câu bố mẹ khi mà nó ăn thức ăn anh em nhé thì nó sẽ tiết ra một lượng sữa diều anh em ạ. Thì nó sẽ cho con chim bồ câu con ăn bằng cái lượng sữa diều đó khi mà nó tiết ra, chứ hoàn toàn là chim bồ câu con nó không tự ăn được anh em ạ. Chim bồ câu con là không tự ăn anh em nhé, nó không thể nào mà nó mổ vô cái khay đựng đồ ăn mà mình bỏ bên ngoài được, mà nó hoàn toàn chăm sóc từ sữa diều của con chim mà câu mẹ nhé. Đấy, nó chỉ ăn một sữa diều, nó mập thù lù này anh em ạ, rất là mập luôn. Thì trong cái sữa diều đấy thì nó là một cái loại chất dinh dưỡng. Chim bồ câu mẹ sau khi ăn thì nó sẽ tiết ra cái chất đó. Và mọi người cũng hiểu đơn giản là ở nhiều khu vực á mà người ta nuôi chim bồ câu bộ anh em. Có cái từ khóa chim nuôi chim bồ câu bộ đấy. Có nghĩa là khi chim bồ câu con nó nở ra thì không cần bố mẹ chăm sóc mà là con người chăm sóc luôn. Có nghĩa là người ta nhét nó bằng cám anh em. Cho cám nó ăn. Trộn nó bằng một công thức và bón cho nó đến lớn luôn thì người ta sẽ bán nó đi. Còn đối với chim bồ câu ở trại mình thì mình không chuộng nuôi theo hình thức như vậy. Tại vì khi mà mình trộn cám và thức ăn như vậy thì khi con chim bồ câu ra ràng nuôi ra, khi mà mình làm thịt á, thì nó có một cái mùi hôi của cám á. Thì những cái nhà hàng, những cái khu vực người ta không có thích. Còn đối với chim bồ câu của mình nuôi nó bằng cái sữa diều á, thì thịt của nó rất là thơm anh em. Nó rất là thơm. Và đặc biệt con chim chuồng trại mình rất là sạch sẽ. Và hồi sáng nay thì mình vừa mới cầm vòi mình xịt nền anh em ạ. Cứ sau một khoảng thời gian thì mình sẽ tổng vệ sinh cái trại của mình xịt cái nền này cho nó sạch sẽ. Sau đó thì mình bật quạt và đợi đến chiều nó sẽ khô ráo anh em ạ. Thì con chim, chính vì con chim bồ câu nó không tự ăn cám và bố mẹ nó nuôi bằng cái sữa diều nên là cái chất lượng thịt của nó rất là tuyệt vời anh em ạ. Mình hay nói là cái lượng chất dinh dưỡng của con chim bồ câu á thì một con chim bồ câu bằng 9 con gà. Nhưng mà chỉ với cái áp dụng bằng cái tiêu chí đó là chim bồ câu mẹ cho ăn bằng sữa diều anh em nhé. Chứ còn cho ăn những bằng cái nuôi bộ thì nó chất dinh dưỡng của nó sẽ không có nhiều bằng như chim bồ câu bố mẹ tự nuôi anh em ạ. Nên anh em có thể đến trại của mình mà thấy chim bồ câu rất là to anh em. Khổng lồ luôn. Khi mà xuất bán thì
hầu trung bình tất cả đều đạt trên 5 lạng anh em nhé. Thì khi mà mình làm thịt, mình vắt lông, mình bỏ bộ đồ lòng thì trọng lượng của nó cũng rất là lớn. Và khi mà chế biến ra các món ăn ấy thì nó chất lượng là vậy anh em ạ. Nên mình hay nói là cái thịt chim bồ câu của mình là tiêu thụ nhiều nơi họ thích là vậy đấy. Cái giá thành của mình thì cũng rất là nông thôn thôi, nên là mình cũng có rất là nhiều đối tác để tiêu thụ chim bồ câu. Thì cái nội dung mà mình làm về chim bồ câu con ăn gì á, thì mình làm rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng có nhiều anh em á, họ chưa chưa có nắm rõ, cũng như là họ nhiều anh em mới xem kênh của mình thì anh em cũng hỏi, thì ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời luôn cho anh em là chim bồ câu con nó không tự ăn cám được anh em nhé. Trong khoảng từ lúc nó nở, từ ngày đầu tiên đến ngày 30 đi, thường thường là ngày 25 là mình nó bán được rồi anh em ạ. Mình nuôi rất chất lượng, nên là mình lấy cái số trung bình là từ ngày đầu tiên đến ngày 30 đi cho nó hợp lý, là con chim bồ câu nó chưa biết ăn anh em nhé. Còn anh em nuôi quá đi thì nó biết ăn, thì khi mà nó biết ăn thì cái xương của nó đã cứng rồi anh em, với nó bị hôi cám á. Nên là nếu mà mình nuôi quá lâu thì có con chim nó thành ra là mình hay gọi là con chim nó đã già rồi ấy, với lại nó hôi cám, nên là người ta chê, người ta chê là vậy đấy, chứ không phải con chim bồ câu ra ràng. Mình cứ gọi chim bồ câu ra ràng nhưng mà ngày bao nhiêu mình cũng bán được đâu nhá, chỉ trong vòng từ 25 đến 30 ngày là mình xuất bán là ok rồi anh em ạ. Còn chim bồ câu gà thì nó cũng như vậy anh em ạ, nhưng mà cái trọng lượng chim bồ câu gà rất là to. Nhưng mà nuôi chim bồ câu Titan Thái siêu thịt thì nuôi kinh tế mà anh em, thì nó đẻ nhiều hơn chim bồ câu gà, nên là mình chuộng nuôi chim bồ câu Thái siêu thịt là vậy. Còn nuôi chim bồ câu gà này thì đương nhiên cái lượng thịt của nó rất là chất lượng rồi, con này con trống nó rất là hung dữ anh em ạ, nên mình hay thích chọc nó lắm. Và có một cái nữa là con chim bồ câu ra ràng anh em, thì mình có thể chế biến rất là nhiều món, và hiện tại thì mình vẫn hỗ trợ đầu ra cho anh em. Anh em nào mà có nhu cầu hỗ trợ đầu ra thì mình luôn sẵn sàng để có thể mình hợp tác với các anh em bao đầu ra cho anh em nuôi chim. Và cũng có một số anh em hỏi về cái kích thước nuôi lồng này nhé. Thì có lẽ là mình sắp tới mình sẽ làm thêm một video cụ thể về làm mấy cái lồng này cho anh em xem. Vì rất nhiều anh em hỏi, nhắn tin, gọi điện hỏi mình về kích thước lồng này, về làm lồng này như thế nào. Tại vì cái lồng nuôi chim bồ câu không phải là lồng nào cũng nuôi được anh em nhé. Có những cái lồng bé thì nó, con chim bồ câu bên trong nó không thoải mái. Và rộng quá thì mình lại tốn chi phí mình làm một cái lồng. Chính vì vậy nên cái kích thước của nó cũng phải đảm bảo anh em nhé, chứ không phải là mình tùy ý là được đâu. Cũng phải là càng rộng là càng tốt, mà phải là nhỏ mình tiết kiệm này thì như vậy là không phải. Như vậy nó có một cái kích thước nhất định, cũng như là các rổ đẻ đặt như thế nào, rồi vị trí các lồng ra sao, khoảng cách như thế nào, từ mặt đất lên lên tới cái trần cách bao nhiêu đó, thì mình sẽ làm một video như vậy cho anh em. Hoặc là mình sẽ livestream trả lời các câu hỏi của anh em đặt cho mình về nuôi chim bồ câu sao cho nó hiệu quả. Tại vì từ Bắc chí Nam thì mô hình nuôi chim bồ câu thì rất là nhiều người nuôi anh em ạ, rất là nhiều người nuôi, và cũng có rất nhiều người trở thành triệu phú bồ câu. Rất là nhiều người họ đổi đời về sau khi nuôi bồ câu. Tại vì đây là một cái mô hình cũng khá là lý tưởng, tại vì nuôi chim bồ câu thì nó không có dịch bệnh như những cái loại gia cầm hoặc là gia súc khác, hoặc là nuôi đặc biệt là bây giờ đang có cái dịch nuôi bò nó hay bị nổi cục á, viêm da nổi cục á. Còn nuôi gà thì hay bị dịch, nuôi heo thì lại bị dịch tả heo châu Phi rất là nhiều. Và đặc biệt là nuôi những con đó thì mình phải đầu tư chi phí rất là nhiều. Còn nuôi chim bồ câu thì anh em cũng thấy này, mình nuôi những cái với cái mô hình đơn giản thì nhưng mà nó đạt hiệu quả kinh tế cao anh em nhé.